mang thai lần đầu ở 35 tuần trên nền tiền sản giật. Bệnh nhân này mắc sốt xuất huyết, đến ngày thứ 5 thì chuyển dạ với biến chứng chảy máu liên tục, tiểu cầu giảm mạnh, tiên lượng tử vong trên 90%. Để cứu sống bệnh nhân này, với các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thực sự là một cuộc chiến. Các bác sĩ ở phòng sản khoa và các bác sĩ gây mê cũng đã truyền tiểu cầu. Tuy nhiên sau khi mổ xong thì tình trạng chảy máu rất nhiều, chảy máu từ vết mổ, chảy máu trong ổ bụng và chảy máu từ trong cái tử cung và phần phụ bệnh nhân. Sau 10 ngày điều trị với 58 đơn vị các loại chế phẩm máu, tương đương hơn 11 lít máu được truyền liên tục, bệnh nhân đã thoát cửa tử. Đến giờ thì vợ tỉnh táo rồi ạ, ăn uống cũng đỡ hơn nhiều. Giờ cũng không thở máy nữa, không cắt thuốc rồi qua cơn nguy kịch. Em rất là vui và cảm ơn các bác sĩ. Em muốn về với con em. 4 ca sốt xuất huyết với các biến chứng nặng nhất đang được điều trị tại đây, trong đó 2 đều dưới 30 tuổi. Với biến chứng xuất huyết chảy máu toàn bộ cơ thành bụng xuống cả đùi và vùng xương chậu, bệnh nhân này cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Khi lên tới đây thì cái tình trạng bệnh cũng rất nặng. Ở tuyến dưới người ta kiểm tra người ta không biết thì là cái dịch đó đã trào phổi rồi. Hai cái thành cơ bụng này cũng đã xuất huyết, rồi chảy máu, rỉ máu rất nhiều. Mà trong khi đó tình trạng bệnh nhân rất là nguy kịch chị ạ. Bệnh nhân được can thiệp thở máy và điều trị vấn đề chảy máu sốc. Hiện tại tình trạng xuất huyết đã ổn định hơn. Bệnh nhân tỉnh táo, khả năng hô hấp cải thiện. Từ tháng 9, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng lên đáng kể. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân từ các tỉnh thành miền Bắc, trong đó phần lớn là Hà Nội. Cái tình trạng xuất huyết đanh nặng khá là nhiều, mà xuất huyết đanh thì trước giờ nó vẫn xảy ra nhiều ở mọi cái lứa tuổi và cả những người trẻ. Thì cũng do cái tình trạng là cô đặc máu, tình trạng xuất huyết cho giảm yếu tố máu, đặc biệt là tiểu cầu, do các cái biến chứng về tình trạng chảy máu và có những cái tổn thương do đanh gây ra như là tình trạng viêm não do đanh. Trong cái giai đoạn mà sốt và giai đoạn kể cả cái giai đoạn đỡ sốt từ ngày thứ 4, ngày thứ 3, ngày thứ 6 thì cũng vẫn nên uống oxytocin, bồi phun nước điện giải đầy đủ để tránh cái việc mà nó dự phòng nguy cơ nó tiềm ẩn cái tình trạng mà thoát huyết tương. Còn cái việc truyền dịch thì nên theo khuyên cáo các bác sĩ, không nên tự ý truyền dịch tại nhà. Việc đấy sẽ có thể tiềm ẩn cái nguy cơ làm nặng thêm sốt xuất huyết. Các bác sĩ cũng lưu ý, bệnh nhân sốt xuất huyết thông thường 1 đến 3 ngày đầu sẽ sốt rất cao, mệt mỏi. Tuy nhiên, đây lại chưa phải thời điểm nguy cơ nhất. Đến ngày thứ 3 đến thứ 7 của bệnh, khi cơn sốt đã hạ, sẽ là giai đoạn nguy cơ xảy ra các biến chứng.